Rồi. Trong đêm trăng thanh em nhìn nhầm tên anh lang lung tung vào phải đá sông phi, em đập vào lan can, wow, wow, em đập vào lan can, lan can lung lay em thử rơi đứt gai, anh lao lên luôn tung quả đấm hai tay, em đập vào lan can, wow, wow, em đập vào lan can. Em kêu đau lưng, anh lại gọi em ra. Anh ơi xin anh đừng đánh em nha. Không em đập vào lan can, wow, wow, em đập vào lan can. Trong đêm trăng xanh em thử vào vai anh. Đôi ta yêu nhau bên cạnh cái lan can nơi và đập vào lan can, wow, wow, em đập vào lan can. Đến đây anh mang cưng một ra lan can, đến đây anh mang chai đủ ra lan can, em lại ra anh ngồi nghỉ lan can, tâm sự cùng lan can, wow wow tâm sự cùng lan can, vội quên đi lan can la hét đến đâu rồi quên rồi, lan 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 lan. Hát đến đâu không nhỉ? Không thấy gì luôn. Thôi, chơi với mẹ chút xíu thôi. Bây giờ là hát cái khóc nè. Nhiều trò để quậy lắm nè. Đề nghị ban điều hành ban thẳng mấy bạn thiếu sĩ diện không tôn trọng idol nha. Cứ ban thẳng đi rồi đi làm việc với mấy bạn đó sau nha. Trong vòng 1 phút 30 giây là lên đường thẳng luôn á. Chờ đi chút nha. Trời nóng quá, nóng chịu không nổi luôn. Đi tuổi con cuốn đi. Nóng hả? Lâu quá không hét nóng nhỉ. Mà hét không có hay. Thôi quậy với mấy bạn chơi chút xíu à. Hey, how to see. Hãy xin lỗi, mưa to, don't have no hype boy anh. Nóng quá, nóng quá đi. Thôi biết sao, nóng quá, nóng quá, nóng quá đi. Em cũng thế, nóng quá, nóng quá, nóng quá đi. Mùng đô đen, nóng quá, nóng quá, nóng quá đi. Nóng 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 bức trên nền trắng tức. Mẹ cho người lên ăn người ra đường bố mẹ la mắng. Khổ thân em lại ra chặt cho nên ở nhà làm bạn với điều hòa. Nóng như thế này thì em định đi đâu hả? Em muốn đi xa, muốn đi đến hai đời đâu vì vô em gió. I wanna feel, I want my body when on the floor. Boy, I look the fight, and I can die. You be the shine, I'm the weak man, weak like so high and now. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc, làm sao phải mặc. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc, làm sao phải mặc. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc, làm sao phải mặc. Ôi chết mất, chết thôi. Don't be a dog, 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 don't be a d
Chân là lao ớt, cùng biết lao, mai quá cùng hạt cây nô. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, quần em không phải mặc cho nên làm sao em phải giặt. Ra ngoài đường cùng anh, đi luôn nơi trà chay. Nhưng mà anh ơi, rất khác đừng có mà dụ em về nhà anh nhá. Em là con nhà này cơ, mười giờ bố mẹ em chờ ở cửa. Ok, em không phải lo, anh chỉ cần điều hòa vì anh đang hot. Đến nơi đời đời bình vô em cùng gió. I wanna feel, I want my mind, my body, when we on the floor. Mồ hôi rất rất trôi vai, em thấy bên tai, you be the shame, I know we can both lie and know. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc, làm sao phải mặc. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc, làm sao phải mặc. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc, làm sao phải mặc. Ôi chết, 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 chết mất, chết, 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 chết tôi. Lên hai để nhảy nào, nếu nhảy mà không lên hai thì khó tới sao? Nếu sao mà bạn Vi nhảy cho mấy bạn được? Nãy giờ không ai tiếp máu luôn, buồn quá. Không tiếp máu cho bạn Vi, làm sao mà bạn Vi nhảy? Một trăm chín mươi sáu nhảy nha. Cảm ơn bạn Kenny. Hả? Mọi người muốn nghe anh Lưu Gia Điện hả? Cái gì nhờ? Anh Lưu Gia Điện nghèo mà chết, nhỏ lớp trưởng cấm với bài gì? Mọi người à? Hả? Vi đu dây điện hả? Vi thì Vi không có đu dây điện đâu. Rồi anh đu dây điện tới luôn. Bài huyền thoại đấy hả? Có vẻ như mọi người bị ghiền bài này thì phải. Bài này đúng không? Nãy giờ mấy bạn cứ nói những lời mà làm Vi bực mình, thôi mượn lời bài này sẵn tiện chửi luôn nha. Không phải là mượn hình nói bóng. Alo anh hả? Xin gọi cho anh nãy giờ mà anh không nghe máy vậy. Nếu mà thật sự anh muốn chia tay á. Ở đâu rồi? Sorry, để Vi gọi lại nha. Nhập tâm cái đó. Alo anh hả? Sao nãy giờ em gọi cho anh mà anh không nghe máy vậy? Thật sự nếu mà anh muốn chia tay thì anh cứ nói thẳng ra đi ha, không có cần phải im lặng như vậy đâu. Con người của em thì anh đã quá hiểu rồi, không có cần phải nói gì nữa đâu ha. Còn nếu mà tôn trọng nhau thì anh cứ giữ những kỷ niệm của mình, còn không thì anh cứ bước đi. Bây giờ anh muốn sao cũng được á, không có còn quan trọng nữa đâu nha. Bye bye anh. Anh giờ lên cao rồi anh ơi, em mơ sao, mơ thành ngôi sao, mộng mơ đi trèo lên cao. Nhà anh không giàu sao anh cứ mơ mộng vậy, tiền anh không có sao ngoài yên không động đậy. Anh ngồi lên cao rồi anh ơi, em mơ sao, mơ thành ngôi sao, mộng mơ đi trèo lên cao. Tiền anh không có sao anh cứ mơ mộng vậy, ngành nơi đánh nắng sao ngoài yên không động đậy. Anh sống trong nhu lụa thì làm gì mà biết khổ, anh xài tiền nhỏ khác ăn quanh mềm anh khó nổ. Cao được một mét sáu mà anh cứ tưởng mình là siêu sao, sao ngành mập mạp anh dám tự tin rồi tự kêu sao. Nói yêu thì thôi, tại sao anh lại không nói? Anh đi với con nhỏ khác, anh nói yêu em là đồ nói dối. Em nghèo nhưng em tốt thì em có làm gì sai hả? Còn anh không biết tự trọng bắt cá hay sai đổ lỗi tại ai? Anh đổ lỗi cho em hả? Anh nói đi, em có làm gì sai? Chính cái bản chất của anh mới là đồ dối trá đó. Ừ thì em nghèo, em đừng nghèo nhưng em nói cho anh biết. Em sống đầu đội trời chân đạp đất, còn anh thì sao hả? Lực cười. Nếu mà đã không còn yêu thì cứ nói thẳng đi ha. Còn làm như vậy thì anh sẽ biết hậu quả như thế nào đó.
anh nghĩ anh là đẹp, giá sách hàng mà sắc dép. Hình thức và màu mè luôn tự cao hơn là khép nét. Đẹp đâu không thấy, chỉ toàn thêm là tự cao. Anh nghĩ anh là ai quá, chắc là siêu sao hả? Tự tạo cho mình cái vẻ thành điệu và tự siêu sao. Bạn bè nhìn thấy vẻ nể rồi lấy làm niềm tự hào. Nhưng anh đâu biết dân chúng phải chịu một phen điên đảo. Bạn tính thực dụng ba sẹo của anh tự hào lắm hay sao? Bạn bè xung quanh đang nghĩ bây giờ anh là cái gì? Tự nhiên lại tự suy nghĩ anh biến mình thành cái gì hả? Có phải anh đang tự cho mình là một ngôi sao? Mọi người đang ở phía dưới còn anh thì ở tí trên cao. Anh là ngôi sao thì anh ngồi em mơ sao? Mơ thành ngôi sao mộng mơ được trèo lên cao. Nhà anh không giàu sao anh cứ mơ mộng dậy? Tiền anh không có sao ngoài yên không động đậy? Anh ngồi lên cao rồi anh ngồi em mơ sao? Mơ thành ngôi sao mộng mơ được trèo lên cao. Nhà anh không giàu sao anh cứ mơ mộng dậy? Tiền anh không có sao ngoài yên không động đậy? Mơ 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 đang nằm mơ chứ sao? Cao 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 không ai với tới chứ sao? Sao 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 giờ này hỏng chứ sao? Trăng 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 giờ này chỉ có trăng. Anh dòng lên cao rồi anh ngồi em mơ sao? Mơ thành ngôi sao mộng mơ được trèo lên cao. Nhà anh không giàu sao anh cứ mơ mộng dậy? Tiền anh không có sao ngồi yên không động đậy? Anh ngồi lên cao rồi anh ngồi em mơ sao? Mơ thành ngôi sao mộng mơ được trèo lên cao. Nhà anh không giàu sao anh cứ mơ mộng dậy? Tiền anh không có sao ngồi yên không động đậy? Con trai bây giờ thích chân dài với đại gia. Anh bỏ mặc em vì em mang khuôn mặt của một con nhóc. Em ăn có tô mì cực khổ để mà trả. Còn anh phải đi vô ba sông hơi mát xa với đại gia. Anh đi mua đồ hiệu đại gia trả vài chục triệu. Còn anh đi với em mới chỉ được mỗi xong bún heo à. Anh đi với đại gia anh còn được cho tiền tiết. Còn anh đi với em mới tối ngày chỉ thấy đi về con ơi. Em nói cho anh những lời nghe thì thôi nha. Còn con người của anh thì anh tự suy nghĩ lấy cái bản chất của anh. Còn cái người nhân nữa không có tư cách để gặp em lần thứ hai đâu nha. Bảo trọng nha anh. Đúng rồi, Vi bảo là Vi hát là Vi phải giữ, hiểu không? Ví dụ bà nhỏ lớp trưởng đi hát dễ thương, mà anh đu dây điện là phải giữ. Chứ giờ không lẽ lên sóng hát một bài cứ ngồi như vậy rồi mấy bạn có coi không? Mấy bạn nói đi. Đúng không? Ví dụ Vi ngồi Vi cứ vậy nè, mấy bạn có coi không? Hay bây giờ để nghe. Cái là lại đi đi. Chiều nãy giờ không ai tiếp máu cho tôi luôn hả trời, thì là buồn quá đi. À, ngày mai Vi sẽ online vào lúc sau như hay si, lúc 10 giờ đến 11 giờ. Mẹ nào rảnh thì ở lại coi tiếp ha. Mọi người thích bài nghèo mà trước hả? Ok. Bè. Nghe mà chắc chịu chưa? Bè. À, đây là tiếng nhận diện của Động Hồ Ly đó mấy bạn à. Ai là mê mơ Động Hồ Ly lên tiếng nè. Đi. Thấy chưa, thấy Động Hồ Ly tôi chưa? What, what the hell? Như hay xí? Màn đêm trắng khói thuốc ngồi tận hưởng bên ly cà phê càng thêm đắng nhói thuốc. Tự nhiên buồn thấy mà ghê nên mới bảo thằng bạn thân đi lấy cần sa và hút mà ta. Nên tới não ra online ngắm hình boy xinh ơi thấy làm mê. Nghĩ cũng buồn mình không có chồng cũng đẹp trai dữ lắm mà ta. Đâu có thiếu gì chỉ thiếu nợ mà sâu duyên phận quỷ ám tà ma. Thì cái tình mà biết phải làm như thế nào đây? Đã từng yêu biết bao nhiêu người rốt cuộc vẫn làm trái tim này đâu. Đến khi để ý một người thì lại là hoa đã có chủ. Mà thử nghĩ nếu mình cứ hoa thì chủ nó cho cô chở thôi thì từ bỏ ý định đó đi. Cũng đâu phải thích bay ba tiếp tục cuộc sống cô đơn. Mỗi khi thấy buồn thì mình ra bay, mà ít nhất có thằng bạn thân là chi kỷ mỗi khi tao cần. Anh em thằng nào cũng vậy, cũng chẳng nhà giàu hay nhà cao tầng, không phân biệt, không hơn thua, không tranh giành và không cần đo đếm. Đến là vì cái tình đâu phải cái bình hay chỉ một đêm.
Tri kỷ được mấy người bạn bè thì có cả trăm lận, nhưng chắc chỉ có vài thằng đến bên tao mười cái tên lăng trật. Tuy ít nhưng mà chất, máu chảy đều thì đâu có ngán mày. Anh em mình vẫn cười dù trong túi thằng nào cũng mấy nha. Cuộc sống cứ thế mà xô đẩy, nhiều khi đôi lúc nó xô, nó xô, nó đẩy, nó xoay, nó đổ không có đường binh mà xoay. Sợ đám nhà giàu ăn chơi quậy phá, chọc gái cô gái thì rất chuyên. Mình nghèo ăn cơm với cá, nhưng vì nghèo nên phải có chất chiên. Cuộc sống là thứ mà xô đẩy, nhiều khi đôi lúc nó xô sạch, nó xô, nó đẩy, nó xoay, nó đổ không có đường binh mà xoay. Sợ đám nhà giàu ăn chơi quậy phá, chọc gái cô gái thì rất chuyên. Mình nghèo ăn cơm với cá, nhưng vì nghèo nên đâu có chất chiên. Ngọt bùi chua mặn, thêm một chút vị nồng cay. Trường đời bắt ta phải cong tay, chứng tỏ biết đường hồng lay. Cố tạo nét như rồng bay, rồi kết thúc là còng tay. Cứ như số phận của thằng con trai bắt cứ thằng chồng gai. Ở ép thì gặp quả báo, cuộc đời này chính là một vòng xoay. Sống như tụi tao mà khỏe, ăn rồi ngủ cứ như vậy này. Sao con người thì luôn hai mặt, cứ như con quỷ có thật đầy lòng. Cũng thiệt là bực em mình sống thế nào cho vừa lòng đây. Nương nhau mà sống chứ đừng lợi dụng nhau mà sống. Biết nông nhau mà sướng chứ đừng có giọng nhau mà xuống. Nếu ăn chơi ai vì tiền có chắc chắn là sẽ mình nâu. Cũng đừng nên phán xét về mình mà hãy để người xung quanh bầu lên. Vẫn thích cuộc sống như vậy từ tháng nọ qua tháng này. Không con gái thì lấy cần sa kéo một bên là thấy nè. Cũng có thể là được cảm hứng để ta khơi lòng. Rác những gì mà ta muốn rác trên nền nhạc không lời. Dân nhà giàu nó thích chơi lớn, tụi mày sống quá lo vậy. Nhà tao nghèo nên nhìn hơi ớn, giật và nóng quá so với mày. Nói gì nói cũng là đồng loại, giàu hay nghèo thì cũng là người. Tụi mày ôm bát vàng mà khóc, tụi tao ôm bát khóc mà cười. Cuộc sống cứ thế mà xô đẩy, liền liên lên lúc nó xô sợ. Nó xô, nó đẩy, nó xoay, nó đổ, không có đường binh mà xoay sợ. Đám nhà giàu ăn chơi quỷ phá, chọc gái cô gái người rất chuyên. Mình nghèo ăn cơm tí cá, nhưng vì nghèo nên vi có chất chiên. Cuộc sống cứ thế mà xô đẩy, nhiều khi đôi lúc nó sơ sẩy. Nó xô, nó đẩy, nó xoay, nó đổ, không có đường binh mà xoay sợ. Đám nhà giàu ăn chơi quỷ phá, chọc gái cô gái người rất chuyên. Vì nghèo ăn cơm tí cá, nhưng vì nghèo nên vi có chất chiên. Làm một hơi đi mày, sao mày nhìn tao mặt cứ cười. Đừng có nhìn tao như vậy, tao nhìn mày tao cũng mắc cười. Tụi nó khinh, tụi nó nói, hút tụi xa là những đứa ngu. Giờ tao chỉ vô mặt nó nói, chất bằng tao không ở thằng cu. Cuộc thế nó mà xô sảy, xô sảy. Không có đường binh mà xoay sở. Vì nhiều ăn cơm với cá, nhưng vì nhiều nên vì cái chất kiên. Cuộc sống cứ thế mà xô đẩy, nhiều nên lúc nó xô sảy. Nó xô, nó đẩy, nó xoay, nó đổ, không có đường binh mà xoay sở. Đám nhà giàu ăn chơi quỷ phá, chọc gái cô gái thì rất chuyên. Vì nhiều ăn cơm với cá, nhưng vì nghèo nên vì cái chất kiên. Nghĩ cho mấy bạn bài ha, nếu mà còn thời gian thì giờ hát tiếp, còn không thì thôi. Mấy bạn bấm là chữ Y để vào các bạn Facebook của Vi nha. À, tại vì hơi đầy nên mấy bạn follow đỡ, bạn nhiều các bạn thì inbox qua cho Vi, Vi add lại cho. Kế bên là cái dấu wifi, mọi người có thể nhấp vào đó được không? Nhấp vào màu đỏ nha, chứ nhấp vào màu trắng là chết ngắt rồi đó. Một hồi ai rảnh qua, qua động hồ ly 5 số 7. Cái gì qua chơi với Vi hiền. Vi online room đó thường xuyên. Động hồ ly. À, rồi nhảy phải không? Nhảy cái gì? Thank you.
gentleman. Gentlemen. Cái gì vậy trời? Mấy bạn xôi bậy xôi bạ không à? Còn 4 phút nữa bây giờ làm gì giờ? Hãy hát liền à. Nhảy bấm số 1, hát bấm số 2. 1, 2, 3. Trời sao số 1 nhiều vậy? Thôi chiều lòng mấy bạn số 1 nha. Rồi, số 1 thì nhảy. Nhưng mà phải tặng hoa. Hoa đúng nghi vậy là không nhảy luôn à. Giờ ngồi dòm nè, còn có 3 phút nữa thôi á. Mấy bạn ráng soi đi nha, soi không có được đâu. Đi lên là vi bận đến 5-6 lớp, đừng chứ mày là 1-2 lớp đó mà soi em. Ráng soi đi em. Khi nào soi được thì kêu vi hen. Vậy chứ bạn Vi rút kinh nghiệm từ mấy bạn trước rồi, không có bị nữa đâu ha, nữa nha. Được rồi, nhảy. Soi đi, soi được thì có thưởng ha. Mấy bạn nghĩ Vi bự váy không có đâu, Vi bự 5-6 cái quần lắm mấy cưng à. Chứ mặc váy nghĩ sao mà nên nhảy vậy hả mấy bọn trẻ? Mấy bọn thật là không có suy luận đầu óc gì hết trơn à. Nhảy cái gì đi hả? Chết rồi, quên rồi mọi người ơi. Bài này không biết nhảy nhưng mà thấy nhạc nó cũng vui. Chờ chút nha. Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà, chọc tiết gà là chọc tiết gà, vặt lông gà là vặt lông gà, ăn thịt gà là ăn thịt gà, anh em mình là một gia đình là chơi hết mình là lên thiên đình. Nhảy thiên đình rồi nhảy tập tình, nhảy tập tình là nhảy tập tình. Cái đầu là lắc cái đầu để cho sạch dầu. Lắc cái mông là lắc cái mông để giống tập trông. Bay lên nào là bay lên nào, lên trời cao là lên trời cao, lên trời cao ta.